từ một khối đá thạch anh, chính xác là một viên cuội bằng đá thạch anh. Anh em cắt chân và làm lỗ đánh bóng tạo ra một kệ rượu bằng đá thạch anh nguyên khối, độc nhất. Có thể để trường tồn với thời gian và càng để càng quý, không có viên nào giống viên nào. Như các bạn nhìn thấy, anh em cũng làm ra từ những cuội này, hoàn toàn khác nhau. Anh em tạo ra cuội đá thạch anh hoàn toàn khác nhau. Khi để rượu trong khối đá này, theo các chuyên gia phong thủy đánh giá thì có thể năng lượng từ viên đá chuyển cho rượu uống, làm cho rượu ngon hơn, năng lượng hơn của bác ạ. Và độc nhất nhé, đây là một kệ rượu KR01. Các cô bác muốn sở hữu ngôi nhà, một kệ rượu độc nhất, độc đáo cho ngôi nhà của mình, vừa đề co vừa chân tranh, thì có thể sử dụng cái kệ này. Các bạn thấy anh em soi được pin đang giữa ban ngày, nhưng các bạn thấy thấu quang sáng rực lên này. Đây, điểm đặc biệt của kệ này, kệ nhiều đá thạch nguyên khối độc nhất vô nhị, mỗi kệ có màu sắc, khí chất và năng lượng khác nhau các cô bác nhé. Đây, các bạn nhìn thấy. Kệ rượu đá phong thủy này sẽ làm không gian ngôi nhà bạn thì mà nổi bật. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em nhà sàn Đông Nguyên. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn năm mới đầy năng lượng vui vẻ. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.